Xả lượng chất thải lớn gây ô nhiễm sông Hồng, một doanh nghiệp hóa chất vừa bị cơ quan chức năng xử phạt gần 1 tỷ đồng. Lợi dụng cơn sốt vé, nhiều đối tượng đã và đang thực hiện những hành vi lừa đảo nhằm trục lợi qua việc mua bán vé biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng Blackpink tại Hà Nội. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động của một nền tảng xuyên biên giới lớn là TikTok, đồng thời yêu cầu Netflix phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 12 vụ, 85 đối tượng có hoạt động sinh hoạt theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây mất an ninh trật tự. Theo Bộ Công an, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ không được phép hoạt động ở Việt Nam vì có hoạt động trái với văn hóa truyền thống, vi phạm pháp luật Việt Nam. Do bị đấu tranh mạnh nên hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã bị kiềm chế, nhiều người đã tự nguyện bỏ sinh hoạt. Tuy nhiên, thì thời gian gần đây, tại một số địa phương, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ lén lút hoạt động và phục hồi trở lại. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị địa phương tích cực đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, lôi kéo và sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tiến hành xác minh đơn thư tố cáo của công dân, kiểm tra giải tán, xử lý các địa điểm thuê mượn để mở văn phòng, công ty, cửa hàng kinh doanh, nơi là bình phong cho các hoạt động của tổ chức này. Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi mà tiếp nhận các thông tin từ thành viên hội thánh này, tránh bị lợi dụng, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Và cũng trong khoảng thời gian này, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 51 vụ việc thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Công an thành phố đã làm rõ 3 vụ việc các đối tượng không có mâu thuẫn gì nhưng vẫn tụ tập để khiêu khích, sử dụng hung khí tự chế tấn công người đi đường. 48 vụ còn lại do các đối tượng có mâu thuẫn trên mạng xã hội, sau đó hẹn nhau tụ tập mang hung khí để đánh nhau. Thành phố đã nhận diện sớm loại hình tội phạm này, đánh giá tình hình liên quan, hành vi phạm tội của các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Nhiều vụ án đã được xét xử, làm án điểm. Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ có nhiều biện pháp phòng ngừa sâu, phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội để bắt giữ xử lý nhóm đối tượng này. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được 2 đối tượng xịt sơn lên ghế đá với nội dung là quảng cáo cá độ và cờ bạc. Đối tượng là Lý Văn Quý và Nguyễn Văn Được cùng trú tại Cà Mau. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận được người khác thuê xịt sơn với giá là 10.000 đồng một ghế. Trong ngày 26 tháng 6, thì cả hai đã xịt được khoảng 70 chiếc. Một nạn nhân bị mất hàng trăm triệu đồng qua dịch vụ hẹn hò online trên mạng xã hội Telegram. Theo Công an thành phố Hà Nội, thì một người đàn ông 50 tuổi được mời tham gia vào hội nhóm kín. Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, thì người này được đối tượng gửi danh sách các cô gái kèm theo bảng giá. Sau khi đăng ký tài khoản, nộp tiền, hệ thống lại yêu cầu nạn nhân phải nạp thêm tiền, rồi đưa ra lý do là thông báo lỗi của hệ thống để chiếm đoạt. Trong 2 ngày thì nạn nhân chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng vừa bị công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội triệt phá. Lực lượng chức năng bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá trên trang web dsa88.com và zuki88.com. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Đình Khiêm, 27 tuổi, trú tại Hà Nội. Khiêm là người điều hành và quản lý tài khoản. Ngay sau khi công bố show diễn bombing của ban nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Blackpink được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội chưa hề hạ nhiệt, rất nhiều người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những thông tin tiếp theo của buổi diễn như là giá vé này hay là sơ đồ chỗ ngồi vân vân. Thế nhưng đây cũng là dịp để rất nhiều đối tượng lừa đảo lợi dụng để có thể kiếm lợi từ những người hâm mộ. Trên mạng xã hội, những tấm vé như thế này vẫn đang được ra bán công khai, thậm chí có nhiều người công bố vẫn đang có sẵn hàng ngàn vé. Hâm mộ ban nhạc Blackpink, bạn trẻ này nóng lòng muốn chắc chắn có một chỗ trong show diễn sắp tới. Vậy nhưng, ngay sau khi liên lạc và chuyển khoản thành công cho một người để mua vé thông qua mạng xã hội, tài khoản này lập tức không liên lạc được. Mình sợ là mình không thể tranh được với rất nhiều người ấy. Nên mình đã đặt vé qua một em tên là Ngọc. Và mình cũng dễ tin người nữa, thế nên là mình cũng không bắt anh ấy chụp thẻ căn cước gì cả. Em ấy có nói đến một điểm yếu là người nhà nhà em ấy làm ở trên chủ tịch quận, thế nên có thể xin được 20 vé miễn phí. Thế xong rồi mình chuyển cho anh ấy 1.800.000. Mà xong đến ngày hôm qua thì em ấy mất hút luôn. Các dịch vụ như đặt vé hộ, mua vé hộ vẫn đang nở rộ với mức chênh lệch so với giá dự kiến, từ vài trăm ngàn cho đến hàng chục triệu đồng. Quản trị viên một hội nhóm người hâm mộ có tới 161.000 thành viên
chuẩn bị cho show diễn sắp tới cho biết, những trường hợp lừa đảo vẫn rất phổ biến bằng nhiều phương thức khác nhau. Đăng ra những cái tấm vé ghi rõ ở sân Mỹ Đình luôn, tại ngày 29 tháng 7 luôn. Có một trường hợp nữa là họ sẽ nói là có những cái vé ngoại giao hoặc là những cái vé là họ sẽ dẫn các bạn vào sân vào một cái con đường nào đó. Thì những trường hợp đó là không có thể xảy ra. Nên các hiện tại thì công bố cũng được vài ngày là mình thấy là cái diễn ra cái tình trạng lừa đảo này cũng khá nhiều. Và các bạn cũng có đưa thông tin inbox riêng cho mình, đưa thông tin cho mình về hình ảnh hay là những cá nhân mà lừa đảo đưa lên cho mình. Thông tin từ ban tổ chức, đến mùng 7 tháng 7, vé của show diễn Blackpink tại Hà Nội mới chính thức được mở bán. Liên hệ với Ticketbox, đơn vị này khẳng định mình là đơn vị duy nhất được cung cấp vé của show diễn. Và những thông tin tiếp theo về vé hiện vẫn đang chờ được ban tổ chức cho phép công bố. Này của Blackpink á, thì theo thông tin chính thức thì bên Ticketbox sẽ bán vé. Tuy nhiên là về thời gian cũng như là giá vé hoặc là sơ đồ gì đó bên em vẫn chưa có thông tin. Các bạn vẫn vui lòng là đợi thông tin chính thức từ phía ban tổ chức và Ticketbox để tránh tình trạng bị lừa khi mình đặt mua nhé. Nhiều người hâm mộ cho biết ở các show diễn tại nước ngoài, những trường hợp tương tự như vé giả hay bán một vé cho nhiều người cũng đã xảy ra. Về đêm diễn ở Việt Nam, một số đối tượng xấu vẫn đang dùng nhiều cách để lợi dụng tâm lý nóng lòng sở hữu vé của người hâm mộ với mục đích trục lợi. Thưa quý vị, Bộ Công an sáng nay đã tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì cuộc họp báo. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết, vấn đề giá sách giáo khoa giả nhiều năm qua gây bức xúc, ý kiến trái chiều trong xã hội. Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu vào cuộc điều tra về lĩnh vực này và Cục đã chủ động đấu tranh sai phạm trong sách giáo khoa lậu, giá thành sách giáo khoa, lợi ích nhóm liên quan đến phát hành sách. Đến tháng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời khởi tố Nguyễn Đức Thái, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các đồng phạm. Cái việc mà chủ động đấu tranh và xử lý cái sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục ấy, là Bộ Công an đã chủ động từ trước, chứ không phải là tiếp nhận. Thế còn về cái chúng tôi đã khởi tố về cái sai phạm liên quan đến cái khâu phát hành cũng như là cái giá thành, sau này sẽ trả lời về cái giá thành sách giáo khoa hiện nay mà Quốc hội rất là quan tâm. Thế còn lại là cái việc mà phát hành các cái bộ sách, trong đó có cái sách bài tập tham khảo thì cũng nằm trong cái kế hoạch điều tra của chúng tôi. Thì vụ án này chúng tôi sẽ mở rộng, sẽ làm rõ các cái nội dung, trong đó là tập trung chính là sau này sẽ làm rõ xem là cái giá thành sách giáo khoa hiện nay theo dư luận là nó còn cao, giá thành nó còn cao, nó không phù hợp với lại cái học sinh, người lao động thì sẽ có những câu trả lời về việc này. Việt Nam hiện có 6 nhà cung cấp dịch vụ nội dung theo yêu cầu trên nền tảng Internet, thu rất nhiều phí cung cấp dịch vụ, nhưng chưa thực sự tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Lần đầu tiên, một trong 6 nhà cung cấp nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Đó là một trong những nội dung được công bố tại Hội nghị sơ kết toàn quốc 6 tháng đầu năm của ngành thông tin và truyền thông diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Ngoài Netflix, 5 nhà cung cấp dịch vụ nội dung theo yêu cầu còn lại cũng đăng ký với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để cung cấp phim và bỏ hết những nội dung về truyền hình để theo đúng luật điện ảnh sửa đổi. Nghị định 71 về quản lý phát thanh truyền hình được ban hành mới đây là cơ sở để buộc các nền tảng xuyên biên giới này phải tuân thủ pháp luật. Nếu không đăng ký hoạt động sẽ bị ngăn chặn tại Việt Nam. Yêu cầu các cái hãng sản xuất TV, 5 hãng lớn nhất là không gắn những cái app của những cái OTT mà cung cấp nội dung mà không có phép ở Việt Nam lên trên màn hình Smart TV hoặc là trên cái bộ điều khiển remote. Và cái này nó cũng là một biện pháp rất là hữu hiệu để cho các cái nền tảng khác họ cũng phải xin là tuân thủ pháp luật. Nếu không thì họ sẽ bị mất cái app mặc định ở trên TV, cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn trong cái hoạt động kinh doanh của họ. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, đối với các nhóm đại lý quảng cáo, Bộ cũng xử phạt mạnh tay, buộc các đại lý quảng cáo cam kết không quảng cáo vào các trang có nội dung vi phạm,
ưu tiên lựa chọn quảng cáo vào các trang có nội dung đã được Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm soát, đăng ký. Đối với các nhóm sáng tạo nội dung, lần đầu tiên Bộ cũng kết nối với 200 công ty là các đại lý, các công ty truyền thông lớn quản lý đa kênh, quản lý 5.000 KOL người nổi tiếng trên mạng. Nếu những người nổi tiếng trên mạng quảng cáo sai phạm sẽ không được tham gia hoạt động nghệ thuật của giới nghệ sĩ. Cái quan trọng nhất đó là làm sao nắm chỉnh được cái dòng tiền từ các nhà nhãn hàng, các đại lý quảng cáo từ các nền tảng xuyên biên giới về lại các cái trang tin sạch của chúng ta. Chúng tôi sẽ kiểm tra bằng các cái số liệu hiệu quả cụ thể là cái việc dòng tiền nó đã chuyển về như thế nào. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng lần đầu tiên tổ chức hoạt động kiểm tra toàn diện hoạt động của một nền tảng xuyên biên giới lớn là TikTok. Công tác kiểm tra được 5 bộ ban ngành tham gia phối hợp, buộc nền tảng phải thừa nhận những sai phạm và có giải pháp khắc phục cụ thể. Hiện đoàn kiểm tra đang tiến hành những bước cuối cùng và trong tháng 7 sẽ có công bố kết quả. Xả thải bẩn ra môi trường, câu chuyện không mới nhưng mà hệ lụy mà nó để lại chưa bao giờ là cũ cả. Nhất là khi hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường cho sông Hồng, một dòng sông vốn được coi là sông mẹ cung cấp phù sa, nước tưới tiêu và nước sinh hoạt cho cả một vùng đồng bằng Bắc Bộ rộng lớn. Mới đây, công ty cổ phần hóa chất Việt Trì của tỉnh Phú Thọ vừa bị cơ quan chức năng xử phạt trên 985 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải. Vụ việc này một lần nữa là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường, đó là xả thải gây ô nhiễm sông Hồng. Nhìn từ trên cao, hồ nước này chẳng khác nào một khu hồ tự nhiên nằm sát ngay cạnh bờ sông Hồng. Thế nhưng thực chất lại là hồ sinh học nằm trong quy trình xử lý nước thải của nhà máy hóa chất Việt Trì. Theo phản ánh của người dân, tuy từng thời điểm, hồ sinh học của nhà máy lại thay đổi với nhiều màu sắc khác nhau. Khi thì xanh lơ, lúc lại ngả màu vàng đậm như thế này. Quy trình xử lý theo yêu cầu là toàn bộ cái nước thải trong quá trình hoạt động sản xuất sẽ được xử lý vào tuần hoàn tại sử dụng, không xả thải ra môi trường. Cái này đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cung cấp phép xác nhận hoàn thành. Có nghĩa rằng là nhà máy không xả thải ra ngoài môi trường đúng không? Vâng. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt, thì toàn bộ nước thải của nhà máy hóa chất đều được xử lý triệt để và tái tuần hoàn để tiếp tục sử dụng trong dây chuyền sản xuất. Trên giấy tờ là như vậy, nhưng thực tế cái gọi là tuần hoàn nước thải có được thực hiện đúng hay không lại là một câu chuyện khác. Những hình ảnh ghi lại cách đây 3 tháng cho thấy có thời điểm nước thải từ hồ sinh học cứ chảy thẳng xuống sông Hồng như thế này. Sau sự cố xả thải bị phát giác, vào hồi cuối tháng 5 mới đây, doanh nghiệp này đã bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt gần 1 tỷ đồng vì hành vi gây ô nhiễm môi trường, đồng thời yêu cầu hạn cuối là ngày hôm nay phải báo cáo về công tác khắc phục hậu quả. Đến nay trong cái yêu cầu ấy, thứ nhất là cái đất mà bị nhiễm ô nhiễm ấy, thì được công ty nạo vét và thuê đơn vị có chức năng để xử lý. Hai nữa là cái nước ở trong cái hồ sinh học khi mà tràn vào ô nhiễm ấy, thì bơm về hệ thống xử lý để xử lý. Và cái bùn ở cái hệ thống sinh học ấy, bùn ở cái hệ thống xử lý cũng được nạo vét để xử lý. Đấy thì ở cái hồ sinh học ấy, nó có một cái vùng cái trũng thì cũng để tránh sau này có sự mà tràn ra ngoài thì cũng yêu cầu doanh nghiệp có các giải pháp xây dựng và đổ bê tông và kè mức cao lên để không để cho có hiện tượng mà tràn ra ngoài. Thì doanh nghiệp đã chấp hành và thực hiện. Quý vị có thể thấy hồ xử lý nước thải của doanh nghiệp này thì nằm ngay trên bờ sông Hồng. Trong khi hệ thống tường bao chỉ được thiết kế ở mức thấp như thế này. Không nói thì quý vị cũng đã tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ sau một cơn mưa lớn. Và đây là hình ảnh được chúng tôi ghi lại vào ngày 25 tháng 6 mới đây. Một trận mưa lớn đã khiến nước thải trong hồ sinh học tràn ra bên ngoài. Cùng thời điểm đó, ở một vị trí khác, cách hồ sinh học không xa, nước chảy xối xả từ một đường ống ngầm dẫn thẳng ra bờ sông Hồng. Theo quan sát, dòng nước có màu vàng, chảy đến đâu, sùi bọt đến đấy. Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, đại diện nhà máy hóa chất Việt Trì xác nhận đường ống này là do doanh nghiệp thiết kế, nhưng chức năng chính là để thoát nước mưa. Cũng theo đại diện của nhà máy hóa chất Việt Trì thì hiện doanh nghiệp này đang trong thời gian khắc phục hậu quả và sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 tới đây. Phía Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Phú Thọ cũng khẳng định sẽ thường xuyên giám sát hoạt động xử lý nước thải của doanh nghiệp này. Còn trên thế giới thì một vụ rò rỉ chất nhuộm màu thực phẩm đã khiến cho con sông tại thành phố Nago, tỉnh Okinawa của Nhật Bản bị nhuộm đỏ, gây quan ngại trong cộng đồng dân cư. Chất nhuộm màu thực phẩm bị rò rỉ từ một nhà máy bia tại khu vực cảng cá và lan rộng ra sông. Nhà máy bia nằm cách cảng cá khoảng là 700 mét. Chất lỏng này là từ hệ thống làm mát bể chứa bia được nhuộm màu đỏ để có thể xác định được nước có tràn vào bể hay không.
chất lỏng rò rỉ vào một con sông gần đó qua máng xối mưa. Nhà máy đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc và cho biết chất lỏng này không gây rủi ro cho sức khỏe con người. Nguyên nhân của vụ rò rỉ vẫn đang được điều tra. Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ tăng tới mức cực đoan. Đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 để nhiệt độ tại thủ đô Madrid và miền Tây Nam của nước này lên tới 40 độ C. Một số khu vực khác vượt ngưỡng là 44 độ C. Các chuyên gia khí tượng cho biết dù nhiệt độ mùa hè vốn tăng cao tại Tây Ban Nha, song các đợt nắng nóng này dường như càng ngày càng kéo dài và gay gắt hơn trước. Trong khoảng một thập niên trở lại đây, tần suất của những đợt nắng nóng này cao gấp 3 lần so với những năm trước. Nắng nóng cũng khiến cho tình trạng hạn hán ở Tây Ban Nha trở nên tồi tệ hơn. Các nhà khoa học Liên minh châu Âu-EU cho biết các vụ cháy rừng hoành hành vừa qua trên khắp Canada đã thải ra lượng CO2 cao kỷ lục. Hàng trăm vụ cháy rừng kể từ đầu tháng 5 năm nay tại Canada đã sản sinh ra gần 600 triệu tấn CO2, tương đương với 88% lượng khí nhà kính của quốc gia này thải ra từ tất cả các nguồn trong năm 2021. Đáng chú ý đó là hơn 50% trong số này được ghi nhận chỉ riêng trong tháng 6. Trung tâm chữa cháy rừng liên ngành của Canada cho biết lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế gần 500 đám cháy trên cả nước, trong đó thì hơn 50% nằm ngoài tầm kiểm soát. Giới chức Mỹ cho biết khinh khí cầu Trung Quốc bay tới Mỹ hồi đầu năm nay đã không thu thập thông tin khi mà bay ngang qua nước này. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận thiết bị đã không thu thập dữ liệu khi mà bay qua Mỹ. Đầu năm nay thì một khinh khí cầu của Trung Quốc đã được phát hiện tại bang Montana. Quả khinh khí cầu bay một tuần trên lãnh thổ Mỹ và Canada trước khi bị quân đội Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thời điểm này thì vụ việc đã gây ra những tranh cãi ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, bang California của Mỹ vừa trải qua những ngày mưa kéo dài. Lượng nước ở các khu vực đầm lầy dâng cao tạo môi trường sống thuận lợi cho loài muỗi sinh trưởng và phát triển. Và trong thời gian ngắn thì số lượng muỗi tăng đột biến có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng dân cư. Để ứng phó thì giới chức địa phương đã triển khai phương pháp diệt muỗi mới, đó là sử dụng những thiết bị bay không người lái. Thiết bị bay không người lái của Cơ quan Quản lý Thuốc Trừ Sâu California. Hôm nay thiết bị này được sử dụng để phun thuốc dạng lỏng hoặc giải loại hạt đặc biệt để diệt ấu trùng muỗi. Sau khi tiếp xúc với mặt nước, hạt trở thành thức ăn cho bọ gậy. Ấu trùng muỗi là bọ gậy, ăn tảo và các sinh vật phù du trong nước. Chúng sẽ bị tiêu diệt ngay sau khi ăn loại hạt này. Trước đây, để giải hết thuốc cả khu vực rộng lớn này sẽ tốn nhiều ngày công. Nay có công nghệ mới, hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Khu vực giải thuốc là các đầm lầy, ao hồ lớn, nhưng không nằm trong vùng có người ở. Sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc cũng là cách diệt muỗi thân thiện với môi trường. Thiết bị bay tầm cao, không ảnh hưởng đến các loài chim trong khu vực. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu và thấy rằng các loài chim trở lại tổ ngay sau khi thiết bị bay không người lái bay qua. Vì vậy, phương pháp này tốt cho môi trường. Để tăng hiệu quả tiêu diệt muỗi, lực lượng chức năng còn đặt hàng loạt bẫy như thế này trong các lùm cây và mỗi đêm bắt được tới vài nghìn con muỗi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nhấn mạnh việc diệt muỗi là rất cần thiết trong bối cảnh nước này đã ghi nhận những ca sốt rét do muỗi lây lan cục bộ đầu tiên trong 20 năm trở lại đây. Aspartame, một trong những chất tạo ngọt nhân tạo phổ biến nhất thế giới, được sử dụng nhiều trong các sản phẩm dán nhãn không đường, sẽ lần đầu tiên bị liệt vào danh sách các loại hóa chất có thể gây ung thư. Cơ quan nghiên cứu về ung thư quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến nghị này. Khuyến cáo trên sẽ được đưa ra vào ngày 14 tháng 7 tới đây sau khi cơ quan này xem xét 1.300 nghiên cứu trong quá trình đánh giá. Khuyến cáo không bao gồm nội dung về liều lượng aspartame an toàn mà một người có thể tiêu thụ. Đây là một trong những chất tạo ngọt thông dụng nhất thế giới và khuyến cáo trên hiện đang vấp phải phản ứng trái chiều từ công chúng và các nhà sản xuất. Nhiều người cho rằng khuyến cáo trên có thể khiến người tiêu dùng lo ngại về việc sử dụng chúng, dẫn đến các vụ kiện và gây áp lực buộc các nhà sản xuất phải tạo lại công thức và đổi sang các chất thay thế. Các kỹ sư về năng lượng của Đức đang thực hiện một dự án lấy năng lượng nhiệt từ nguồn nước thải của thành phố Berlin và tạo ra một nguồn năng lượng sạch bền vững. Các kỹ sư đặt những tấm thép bạc ở trong các cống ngầm của thành phố. Khi nước thải từ các hộ gia đình hoặc khu công nghiệp tràn qua các tấm thép bạc không gỉ này, nhiệt lượng sẽ được thu lại và biến chúng trở thành năng lượng tái tạo. Những tấm thép bạc này còn được gọi là mô đun trao đổi nhiệt. Các máy bơm trong các cống ngầm trước hết sẽ là những thiết bị được sử dụng năng lượng từ nước thải.
Với phương pháp này thì các kỹ sư tin rằng họ sẽ tận dụng được nhiệt lượng nước thải nóng từ nhà tắm, máy rửa bát. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4 của năm sau. Một trong những tờ báo lâu đời nhất thế giới, báo Finanszeitung của Áo sẽ đình bản in và chủ yếu là chuyển sang trực tuyến bắt đầu từ ngày mai, ngày 1 tháng 7. Chính phủ Áo cho rằng quyết định này là phù hợp với xu thế của châu Âu về tập trung hóa và xuất bản trực tuyến thông tin chính thức. Đây là những ấn bản in cuối cùng của tờ báo này. Tờ báo này ra đời vào năm 1703 với một tên gọi khác và đến năm 1780 được đổi tên thành Finanszeitung. Báo này có số lượng phát hành khoảng 20.000 bản vào các ngày trong tuần và gấp đôi vào cuối tuần. Vào năm 2004, báo đã được xếp hạng là một trong những tờ báo lâu đời nhất vẫn còn được lưu hành. Và với việc đình bản in và chủ yếu chuyển sang trực tuyến kể từ ngày 1 tháng 7, gần một nửa trong số hơn 200 nhân viên của tờ báo có thể bị sa thải. Chúng tôi đã in xong ấn bản cuối cùng của tờ báo Finanszeitung, tờ báo 320 năm tuổi. Khi một tờ báo với truyền thống lâu đời như vậy không còn, cũng có nghĩa mất đi một phần lịch sử. Rõ ràng đây là một ngày đầy cảm xúc của chúng tôi. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi mất việc và tương lai chưa biết sẽ thế nào. Vì chúng tôi đều không biết được lĩnh vực truyền thông nói chung sẽ còn thay đổi ra sao. Dù đang rất là bận để tập trung cho đội tuyển chuẩn bị cho World Cup 2023, tuy nhiên Thanh Nhã và các đồng đội vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng của mình, đó là tiếp lửa, động viên tinh thần cho đàn em. Và ngày hôm nay thì 8 cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ đã ghé thăm đội U19 Hà Nội. Sự xuất hiện của các đàn chị ở đội tuyển Việt Nam đã tạo bất ngờ lớn với các đàn em U19 Hà Nội. Cứ nhìn cảnh các em ùa ra hét vang sung sướng khi gặp các thần tượng mới thấy họ được hâm mộ như thế nào. Gặp được các chị là bọn cháu đã thêm được động lực cho mình rồi ạ. Bởi vì bọn cháu sẽ đang rất là cố gắng để sau sẽ được lên đội tuyển quốc gia giống như các chị và cống hiến cho đất nước mình ạ. Theo nghiệp bóng đá đã vất vả, vì thế những cuộc gặp gỡ như thế này sẽ tiếp lửa nhiệt huyết rất nhiều cho các em ở tuổi 19 đôi 10. Không chỉ tập luyện cùng, Thanh Nhã và các đồng đội còn tâm sự chuyện trò về chuyến tập huấn ở châu Âu cũng như kỳ vọng ở World Cup 2023. Điều này cũng viết thêm giấc mơ cho các em trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Em đứng gần mấy bạn, em cảm thấy các bạn ấy khá là to ấy. Nhưng mà mong sao là các em luôn luôn cố gắng cũng như là có cái thể lực cũng như thể hình vượt trội hơn các chị thì càng tốt. Và mong các em có những cái niềm đam mê và luôn luôn cố gắng trên cái con đường mà mình đã chọn. Dù cuộc gặp chỉ ngắn ngủi trong hơn 30 phút, nhưng thật sự vô cùng quý giá với đội U19 nữ Hà Nội. Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, họ lại có thêm những sứ mệnh quan trọng hơn cả sân chơi World Cup. Thưa quý vị, có người thân mất vì bệnh ung thư nên thấu hiểu nỗi khó khăn của bệnh nhân nghèo, bệnh nhân ở xa đến thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Một gia đình ở phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng căn nhà 3 tầng với tổng diện tích là 1.200 m², chứa được 300 giường bệnh, hỗ trợ ăn ở miễn phí, giúp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng trong quá trình điều trị. Trước cho con gửi ạ, con bên chỗ nhà lưu trú từ thiện. Cảm ơn con. Tranh thủ những lúc rảnh, anh Tuấn, cháu ruột của chủ nhà trọ không đồng tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đi phát thông tin cho những bệnh nhân thăm khám tại bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Cùng với đó, anh đăng thông tin hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho bệnh nhân nghèo lên các trang mạng xã hội để nhiều người biết đến hơn. Trước kia cũng có một cái người cháu bị mất vì cái căn bệnh ung thư. Mình cũng nhìn thấy được những cái hoàn cảnh của những người dân mà cũng bị một cái chứng bệnh tương tự. Và họ khó khăn trong cái việc mà đi lại cũng như là cái chi phí để điều trị. Thì từ đó thì gia đình mới nghĩ ra là sẽ xây một cái khu này. Được giới thiệu đến nhà trọ không đồng, vợ chồng chị Phú nhà ở Gia Lai đã chuyển vào đây ở được gần 3 tháng để điều trị ung thư thực quản. Bác sĩ cho biết phải điều trị ít nhất nửa năm nữa, bệnh mới có thể thuyên giảm. Do gia đình không còn ai trong độ tuổi lao động, 5 con còn nhỏ, không có nguồn thu nhập, tiền trị bệnh phải vay mượn khắp nơi. Như trước kia, mỗi tháng anh chị phải tốn thêm 3 triệu tiền thuê trọ, nay đã bớt được phần nào gánh nặng. Được hỗ trợ rất là nhiều, áo uống mọi mặt rồi hỗ trợ thêm sữa với cả thứ nghệ thuật thứ mình cần tiêu chữa bệnh cho chúng rất là khổ, đừng ngồi nói chuyện không biết tiền đâu ra tiền mà chạy tiếng nhà mình cực khổ mà có một cái chỗ để nướng rồi nữa cái số lúc đó cũng đã là mừng lắm rồi. Người phụ nữ này đã 70 tuổi, là hộ nghèo,
nên tiền chữa bệnh nhờ sự chia sẻ và hỗ trợ từ địa phương và cộng đồng. Mang trong mình căn bệnh ung thư, bà một mình đến thành phố Hồ Chí Minh trị bệnh. Những người chủ có một cái tấm lòng vàng như là ở cái phòng trọ không đồng này thì rất là tuyệt vời. Một ngày phải chi phí từ ăn uống cho tới tiền xe cộ cho tới tiền trả phòng trọ. Tuy rằng nó không nhiều, có thể 50-100, nhưng mà với số tiền nhiều ngày cộng lại nó sẽ thành một số tiền lớn đối với những người nghèo. Với sự đồng cảm và sẻ chia, những cơ sở này phần nào giúp những bệnh nhân vượt qua bệnh tật, qua đó tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Người tốt việc tốt vẫn luôn ở quanh ta, phải không quý vị? Và câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại chương trình Chuyển động 24 giờ tối ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.